cây lá to như chuối, vả, âm hơn. Người gầy, đen, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai là dương. Người trắng, béo, nhất là béo bẹo, yếu đuối, chậm chạp, thuộc âm. Về địa dư, khí hậu, vùng nóng dương hơn vùng lạnh, nên cây cối, hoa quả vùng nhiệt đới âm hơn cây cối, hoa quả vùng ôn đới. Tại một vùng thì mùa lạnh âm, mùa nóng dương, nên sản phẩm nông nghiệp trong mùa lạnh dương hơn mùa đông. Trên cạn dương hơn dưới nước, nên cây mọc dưới nước như sen, súng, xà lách son dương hơn những cây mọc trên cạn. Vùng nước sâu, lạnh, tối nên âm tính cao, vì vậy trong rêu mọc ở đó rất dương. Sống trong vùng rất âm nên lương rất dương.